Rồi, xin chào cả các bạn nha. Hôm nay gió yếu phải vì sáo à. Rồi, chuẩn bị lên. Đó, nhẹ chưa? Đây, lên được một con rồi đây. Thì có dự sáu mới lên được à. Siêu nhẹ gió ạ. Không, nó bắt chó gì dưới nha. Nó bắt chó ghê hơn. Cháo đồ ra hết rồi phát không nó. Siêu nhẹ gió luôn. Gió chút xìu mà cũng bay được. Con sáo này ta đổ mà, đổ cái gió lớn mà. Bắt gió hơn nhiều hay nè, thấy không? Bồng bền, bồng bền. Yếu quá, đo không được. Xích bụi. Chào có không? Có lấy độ cắt. Có mua có chị em kia không? Không, lấy độ cắt con dây nhỉ luôn. Lấy con dây dù đi mẹ. Lấy dù gì ta? Ai biết thì ta. Đi từ từ. Cái cục dây đó mà cũng chơm nữa. Thôi. Ủa, tôi cột cứng lắm á. Mở nhà bỏ xe đâu? Không có gió để thả đây. Chợ gió. Chỗ này cũng có gì thả. Không lật được ha. Không có sáo là không bao giờ hợp luôn đâu. Bây giờ có ro lắm, không hợp luôn. Tổng cước gì luôn, chứ đâu có hợp biết gì đâu nè. Có gì luôn. Đó giờ là có không hợp.
thì nó bỏ vô trước luôn, bỏ vô trước luôn. Ở đây là bỏ vô địch đó, là bánh nè. Không biết gì á. Cái này dễ thả nhất luôn á. Chà, anh này như cái tivi vậy. Chơi nữa. Vuông dứt luôn. Bỏ quá lạ luôn. Quá xa. To lên ạ. Chấm leo lại dùm hai này. Dịch bầu đứng im luôn à. Lớp gì vậy? Này chắc điểm bóng nghe vô. Ông Út bữa nay ông có nhiều đâu, ông đấu với này. Gió này ông cũng thua luôn. Điệu về vô quá, chắc sách vừa thử cánh dài vô quá. Có anh ba rồi, mỗi cắt cũng rồi mới chấm nổi. Ba lấy con cóc vô phải anh ba. Là miếng quá. Sáu cây con, có vàng hả? Sáu cây con vàng, mấy cây cóc quang nha. Cái quan là bẻ cái vòng tròn á. Bẻ vòng tròn, bẻ cái con á. Cái bụng á, còn bốn cái cánh là chỉ làm ba cánh thôi. Sáu cái kia. Sáu cái quan là ba cánh. Còn cái cấp quan là làm cái bụng tròn. Làm mấy con. Rồi. Rồi, hai con bằng nhau rồi đó. Hai con bằng nhau, coi con nào rớt nha. Khán giả ngồi quá trời luôn, là hai con cột con nào rớt chứ lụm nha. Lắc. Gió quá yếu. Té luôn được chớ nha. Ngọn cây không quắc không gì. Không có miếng gió nào không. Im luôn. Gió quá yếu. Thôi video mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Gió quá yếu. Chỉ có dù sáo mới thả được thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Em nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Rớt hết. Nằm chờ gió. Đủ trái quá trời. Trời đám đủ luôn, lớn, ghê. Một bầy bò.
đất này quá lớn nha, này quá rộng luôn, phải dìu đá luôn. Ôi, ôi, chào các bạn nha. Bye bye.